Sáng 1 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, đô thị có giá trị và vai trò rất quan trọng là động lực phát triển cho mỗi địa phương. Để thực hiện nghị quyết 06, Đồng Nai cần tập trung xây dựng đô thị xanh, văn minh với ba mục tiêu quan trọng gồm nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị, tăng giá trị về kinh tế và tạo sự kết nối toàn cầu. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh các đô thị phải lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Chúng ta phải tư duy vùng đất này phải phục vụ cho nhân dân ở đây. Không có mục tiêu nào khác hết. Hôm trước tôi có nói những cái khu đất đẹp nhất hãy suy nghĩ làm cái gì để phục vụ cho nhân dân tốt nhất. Vùng đất chúng ta đã phục vụ dân đầy đủ chưa? Hạ tầng xã hội đầy đủ chưa? Hạ tầng đô thị đầy đủ chưa? Người dân ở đây đã được đáp ứng đầy đủ để họ có cuộc sống tốt nhất chưa? Thì đó mới là một đô thị tốt được. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề cập 8 nhóm giải pháp và 18 vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển đô thị của Đồng Nai. Trong đó, nhóm giải pháp về quy hoạch có vai trò quan trọng là chìa khóa để thực hiện các bước tiếp theo. Toàn tỉnh cần hết sức nỗ lực để triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị tại Đồng Nai, hướng đến mục tiêu có 17 đô thị vào năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh cần thúc đẩy xây dựng chính quyền đô thị một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, đồng thời tăng nguồn lực cho các địa phương có yếu tố đô thị. Phát biểu tại hội nghị quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ tấn đức khẳng định đồng nai đang hội tụ nhiều lợi thế phát triển như có sân bay long thành hệ thống cảng biển nước sâu 31 khu công nghiệp mạng lưới đường cao tốc đây là cơ hội và tiềm năng để tỉnh bố trí không gian phát triển kinh tế xã hội mang tính ổn định và bền vững do đó quy hoạch đô thị phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị sở xây dựng và ủy ban nhân dân các huyện thành phố cần đảm bảo đến năm 2025 100% các đô thị hiện có và đô thị mới hoàn thành quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng. Các huyện, thành phố thường xuyên đánh giá có giải pháp kế hoạch để hoàn thiện các tiêu chí về đô thị. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được tập trung chỉ đạo thực hiện, bước đầu đạt những kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị, nông thôn dần được chỉnh trang, Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về định hướng trong quy hoạch xây dựng, Đồng Nai được xác định là cực tăng trưởng kinh tế lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là vùng phát triển đô thị, công nghiệp tập trung, giao thông, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư đang chủ trì lập hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về quy hoạch chung đô thị, đã có 11 đô thị được phê duyệt quy hoạch chung và đang trong kỳ rà soát điều chỉnh. Định hướng đến năm 2030, Đồng Nai sẽ có 17 đô thị.